Chào các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng tiếp tục học Unit 12, Let's Eat, phần B các em nhé. Section B, Our Food. Đầu tiên, cô mời các em hãy cùng nhau xem nội dung từ vựng của ngày hôm nay là gì nhé. Chúng ta có những từ sau đây: Our Food, thức ăn của chúng ta. Properly, properly, trạng từ, chắc chắn. That. Dirt, dirt, danh từ, bụi bẩn. Dirty, 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 tính từ, bẩn. Diet, 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 danh từ, chế độ ăn kiêng. Balanced, balanced, tính từ, cân đối. Balanced diet, balanced diet, danh từ, chế độ ăn cân đối. Effect, 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 động từ, ảnh hưởng. Whole, 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 tính từ, toàn bộ. Life, 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 danh từ, cuộc sống. Sugar, 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 danh từ, đường. Sugary, 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 tính từ, ngọt. Moderate, 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 tính từ, vừa phải, có mức độ. Moderation, 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 danh từ, sự điều độ. Amount, 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 danh từ, số lượng. Energy, 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 danh từ, năng lượng. Sensibly, sensibly, trạng từ, một cách hợp lý. Sensible, 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 tính từ, hợp lý. Fatty, 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 tính từ, chứa nhiều chất béo. Bodybuilding, bodybuilding, danh từ, sự rèn luyện thân thể. Dairy product, dairy product, thực phẩm làm từ sữa. Plenty, 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 nhiều. Cereal, 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 danh từ, ngũ cốc. Mean, 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 động từ, có nghĩa là. Variety, 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 danh từ, nhiều thứ hoặc là đủ loại, đa dạng. Enjoy, 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 bằng với từ like, nghĩa là thích hoặc là thưởng thức. Guideline, 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 danh từ, lời hướng dẫn. Key, 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 danh từ, là bí quyết. Lifestyle, lifestyle, danh từ, lối sống hoặc là nếp sống. Advantage, 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 danh từ, lợi thế. Bây giờ cô mời các em chúng ta cùng vào bài nhé. 1. Listen and read, then practice with the partner. Trong bài 1, các em sẽ cùng 1. Listen, then practice with the partner. Trong bài 1, các em hãy cùng nhau nghe, sau đó thực hành cùng với bạn của mình nhé. Cô mời các em cùng lắng nghe. What's the matter, Ba? I feel terrible. I have an awful stomach ache. It must be something you ate. Are your mom and dad okay? Yes, they're fine. What did you eat last night? We ate fish, rice, and soup. I also ate spinach, but mom and dad didn't. So it was probably the spinach. Did your mom wash it well? She didn't wash it. I did. Spinach is very good for you, but you must wash it carefully. Vegetables often have dirt from the farm on them. That dirt can make you sick. I'll give you some medicine to make you feel better. Thanks, doctor. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại và dịch các em nhé. Đây là cuộc đối thoại giữa bác sĩ là doctor và bạn ba.
What's the matter, ba? Ba, cháu làm sao vậy? I feel terrible. Cháu cảm thấy khó chịu và cháu bị đau bụng khủng khiếp. It must be something you ate. Are your mom and dad okay? À, chắc hẳn là đã có một vài gì thứ. À, chắc hẳn là có một vài thứ gì đó mà cháu đã ăn vào. Ba và mẹ của cháu ok chứ? Yes, they're fine. Vâng ạ, họ đều ổn. What did you eat last night? À, tối qua cháu đã ăn gì vậy? We ate fish, rice and soup. Chúng cháu đã ăn cá, cơm và canh. I also ate spinach, but mom and dad didn't. Cháu đã ăn cải bó xôi, nhưng mẹ và ba thì không ạ. So it was probably the spinach. Did your mom wash it well? À, vậy nó có thể là cải bó xôi. Vậy mẹ của cháu đã rửa sạch chúng chưa? She didn't wash it. I did. Bà ấy không rửa. Cháu đã làm ạ. Spinach is very good for you, but you must wash it carefully. Cải bó xôi thì rất là tốt cho cháu, nhưng mà cháu cần phải rửa chúng cẩn thận. Vegetables often have dirt from the farm on them. Rau quả thì thường có những cái bẩn từ nông trại. That dirt can make you sick. Và những cái bụi dơ đó có thể làm cho cháu bị ốm. I'll give you some medicine to make you feel better. À, cô sẽ cho cháu một ít thuốc để cháu có thể cảm thấy khỏe hơn. Thanks, doctor. Cảm ơn bác sĩ. Now complete the story. Bây giờ các em hãy cùng nhau dựa vào đoạn văn và hoàn thành câu chuyện sau đây nhé. Ba went to the blah 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 because he was. Ba đi đến đâu bởi vì anh ấy bị như thế nào. Ok, như vậy các em hãy cùng nhau điền đáp án nhé. À, như vậy câu số 1 chúng ta sẽ điền từ Ba went to the doctor. Ba đã đi đến bác sĩ bởi vì cậu ấy bị ốm đúng chưa nào? Sick. The doctor blah 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 ba some questions. À, bác sĩ đã làm gì? Một vài câu hỏi nào? À, bác sĩ đã hỏi một vài câu hỏi đúng chưa nào? Asked. Ba said, ba nói rằng cậu ấy như thế nào? Good. Cậu ấy đã ăn một vài cái cải bó xôi đúng chưa nào? Spinach. The doctor said he must. À, bác sĩ nói là cậu ấy phải như thế nào? Đúng rồi. Phải rửa đúng thế nào? Wash the spinach carefully. Cẩn thận. Rau quả. Vegetables can be dirty. À, rau quả thì có thể bị dơ. The dirt can. À, những cái bụi bẩn này có thể. Đúng rồi, có thể làm cho mọi người bị ốm. Đưa ba một ít. À, ai đã đưa ba một ít thuốc nào? Đúng rồi, doctor gave ba some medicine to make him feel better. Two, listen and read, then answer the questions. Bài tập số 2, các em cùng nhau nghe và đọc, sau đó trả lời các câu hỏi nhé. Cô mời các em cùng lắng nghe. A balanced diet. We know that the food we eat affects our whole life. For example, there is sugar in many kinds of food. It adds taste to food. Sugar is not an unhealthy food. We need sugar to live. In moderate amounts, it is good for you. It gives you energy and you feel less hungry. But we must remember to eat sensibly. We should have a balanced diet. We should eat a moderate amount of fatty food and sugar. Eat some bodybuilding food like meat and dairy products. Eat plenty of cereals, fruits, and vegetables. What does a balanced diet mean? It means you eat a variety of foods without eating too much of anything. Moderation is very important. Eat the foods you enjoy, but don't have too much. This will help you stay fit and healthy. Don't forget about exercise either.
We all need exercise. Follow these guidelines and enjoy the food you eat. That is the key to a healthy lifestyle. Cô mời các em cùng đọc và dịch theo cô nhé. A balanced diet, một chế độ ăn hợp lý. We know that the food we eat affects our whole life. Chúng ta biết rằng thức ăn mà chúng ta đã ăn ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống. For example, there is sugar in many kinds of food. Ví dụ, đường có rất là nhiều trong các loại đồ ăn. It adds taste to food. Nó giúp thêm vào gia vị trong đồ ăn. Sugar is not an unhealthy food. Đường không phải là một đồ ăn không tốt cho sức khỏe. We need sugar to live. Chúng ta cần đường để sống. In moderate amounts. Với một lượng vừa phải. It is good for you. Nó tốt cho bạn. It gives you energy and you feel less hungry. Nó sẽ mang lại cho bạn năng lượng và bạn sẽ cảm thấy ít đói bụng. But we must remember to eat sensibly. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng phải ăn hợp lý. We should have a balanced diet. Chúng ta cần phải có một chế độ ăn hợp lý. We should, chúng ta nên, eat a moderate amount of fatty food and sugar. Ăn một lượng ăn vừa phải, những đồ ăn có chất béo và đường. Eat some bodybuilding foods like meat and dairy products. Ăn những đồ ăn giúp cho xây dựng được cái cơ thể, giống như là thịt và những sản phẩm từ sữa. Eat plenty of cereals, fruit and vegetables. Ăn một lượng lớn ngũ cốc, rau củ, quả. What does a balanced diet mean? Chế độ ăn kiêng hay là hợp lý là gì? It means you eat a variety of foods without eating too much of anything. Nó có nghĩa là bạn ăn đa dạng các loại đồ ăn mà không có ăn quá nhiều bất cứ điều gì. Có nghĩa là cái gì chúng ta cũng ăn, nhưng mà chúng ta không nên ăn quá nhiều. Các em nhé. Moderation is very important. Sự điều độ là rất quan trọng. Eat the food you enjoy, but don't have too much. Ăn những đồ ăn mà các bạn yêu thích, nhưng đừng ăn quá nhiều. This will help you stay fit. Điều này sẽ giúp các em giữ được một vóc dáng and healthy và tốt cho sức khỏe. Don't forget about exercise either. Và cũng đừng quên là phải tập thể dục. We all need exercise. Tất cả chúng ta đều cần phải tập thể dục. Follow these guidelines and enjoy the food you eat. Hãy theo những cái hướng dẫn này và thưởng thức những cái đồ ăn mà các bạn ăn. That is the key to a healthy lifestyle. Đó là một cái chìa khóa để có thể có được một cuộc sống tốt cho sức khỏe. Questions. Các em hãy cùng nhau trả lời cho cô nhé. A. Name two advantages of eating sugar. Các em hãy cùng nhau liệt kê ra hai cái lợi ích của việc ăn đường. B. Is a balanced diet alone enough for a healthy lifestyle? Why not? Một cái chế độ ăn kiêng thì nó có đủ cho cái lối sống là tốt cho sức khỏe không? Tại sao và tại sao không? Chúng ta hãy cùng xem câu trả lời nhé. Đây là một số gợi ý các em có thể tham khảo. Chúng ta có thể liệt kê ra hai cái lợi ích của việc ăn đường. Đó chính là sugar adds taste to the food and gives you energy. Đường có thể làm tăng thêm vị cho thức ăn và có thể cung cấp năng lượng cho bạn. Is a balanced diet alone enough for healthy lifestyle? Chúng ta có thể trả lời no, it isn't. A balanced diet alone is not enough.
All people need exercise to keep a healthy life. Không, không phải. Chỉ có mỗi một chế độ ăn cân đối thì không đủ. Tất cả chúng ta đều cần phải tập thể dục để có được một cuộc sống khỏe mạnh. C. Do you think your diet is balanced? Why not? Các em có nghĩ rằng cái chế độ ăn của các em là đã cân đối chưa và tại sao? Yes, I think my diet is balanced because I always eat in moderation. I never eat too much sugary or fatty foods. I often eat some healthy foods like meat, fish, vegetables, and fruit. 3. Write the menu for yourself and your family, including details of breakfast, lunch, and dinner. Make each meal healthy and balanced. Use this pie chart to help you. Trong bài 3, các em hãy cùng nhau viết cái menu cho bản thân và cho gia đình, bao gồm chi tiết bữa ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Hãy làm nên một cái bữa ăn cân đối và tốt cho sức khỏe. Sử dụng những cái bảng đồ sau đây để có thể giúp đỡ các em nhé. Body building là những đồ ăn cung cấp cơ thể cho các bạn. Energy giving là cung cấp năng lượng và protective là bảo vệ. Và đây là một vài cái gợi ý các em có thể tham khảo nhé. Body building foods là nhóm thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể. Chúng ta có fish, chicken, pork, beef, bread, egg, milk, cheese. Energy giving foods là những nhóm thức ăn cung cấp năng lượng. Các em có thể ăn jam, cake, honey, candy, ice cream, cookie. Protective foods là nhóm thức ăn bảo vệ. Chúng ta có rice, cereals, vegetables, tomato, potato, fruit. Và đây là gợi ý các em nhé. Menu thực đơn của chúng ta. Breakfast là bữa điểm tâm hay là bữa ăn sáng. Lunch là bữa trưa. Dinner là bữa tối. Các em có thể tham khảo nhé. 4. Listen and write the letters of what they eat and drank. Bài 4, các em hãy cùng nhau nghe và viết những cái từ cái mà các em họ đã ăn và uống các em nhé. Các em sẽ nối tên của các bạn tương ứng với những đồ ăn. Cô mời các em cùng lắng nghe nhé. For her lunch, Lan had beef with noodles and vegetables. She had juice too. Ba chose fish and rice and some fruit. He drank some water. Nha ate rice and vegetables and drank juice. Hua had noodles and some fruit. She had juice too. Và đây là đáp án của chúng ta. Bạn Lan, đáp án là F, B, D và G. Còn đây là của bạn Ba, bạn Nga và bạn Hoa. Các em hãy cùng quan sát và nối cho cô nhé. 5. Play with words. Cô mời các em cùng chuyển sang bài đọc vần nhé. Cô mời các em cùng lắng nghe. Fresh greens are good, but you should wash them well or you will be ill. Salads, too, are good for you, but you ought to wash them well in water. Everyone understands that we need clean hands before we take a seat and begin to eat. Cô mời các em cùng lắng nghe và đọc theo cô nhé. Fresh greens are good. Những đồ ăn có màu xanh thì tốt cho sức khỏe. But you should wash them well or you will be ill. Nhưng mà bạn phải rửa chúng sạch. Nếu không thì các bạn sẽ bị ốm. Salads too are good for you. Salad cũng như vậy. Nó tốt cho sức khỏe. But you ought to wash them well in water. Nhưng mà bạn nên rửa chúng sạch sẽ trong nước. Everyone understands that we need clean hands
before we take a seat and begin to eat. Tất cả mọi người đều hiểu rằng chúng ta cần phải rửa sạch tay trước khi chúng ta ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Remember, các em thân mến, trong bài này các em cần nhớ cho cô mẫu câu sau đây nhé. I ate spinach, but my mom and dad didn't. Mình đã ăn cải bó xôi, nhưng ba và mẹ mình thì không. She didn't wash it, I did. À, bà ấy đã không rửa, mình là người đã rửa. Ok, các em thân mến, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo nhé. Goodbye.